Nhận nuôi mấy bạn cóc. Hôm nọ vừa mới nhận nuôi mèo hoang, thế là cho ăn được một số buổi. Thì bắt đầu là mèo hoang mình chuyển nhà thì là dụ mèo hoang sang nhà mới để cho mèo hoang biết chỗ để khi đói còn có chỗ ăn. Thế là dụ được khoảng một tuần, dụ một tuần nuôi mèo hoang vẫn chưa sang nhà mới. Tức là cứ kiểu là cứ mỗi hôm cho ăn xong là nhích dần một chút lên lên để cho nó thay đổi địa điểm để cho nó quen đi. Thế thì một hôm bắt đầu mới đang gọi nó sang thì một người dân ở đây người ta em mới bảo là chị ôm mèo nhà em đấy. Thế, nếu mà chị thích nuôi thì em cho chị. Thế chị ui rồi thôi. Thế thì nếu mà mèo nhà em thì tốt quá em tự nuôi đi. Thì chị chăm chị còn trả xong làm sao mà chị ấy được? Chẳng qua là thấy là khổ thân nó tại vì là hôm nó hôm hôm con mèo nó ăn ở dưới cống xong là sợ nó ăn phải thức chuột ấy thì sợ nó ăn phải thức chuột cái cơm dưới cống mới lại gần gần cái cơm trộn cho bẫy chuột ấy thì sợ nó ăn phải thức chuột thì khổ thân nó thế là nuôi thôi chứ còn mình thì mình cũng chịu mình chẳng chăm nổi mình chăm mình còn không xong làm sao mà mình chăm nổi con mèo nữa. Thế bảo em ý là thôi từ giờ trở đi nhà em cho nó ăn chứ còn nuôi mèo thì đừng để cho nó đói nó phải đi ăn ở cống ở kia các thứ nó khổ thân nó ra. Thế là em ý cười một cách rất là đẹp trai. Thế mình thấy tin tưởng, mình nghĩ là chắc là sau này con mèo nó không đói nữa. Thế là từ hôm đấy là cũng không không cho không không cho mèo ăn nữa. Còn đâu thừa một ít cá mèo chưa ăn hết thì vài cái đầu cá với vài khúc đuôi thì mang sang cho mấy con chó hàng xóm ăn. Thế là mấy bạn chó hàng xóm lại được hưởng sái của bạn mèo hoang. À không phải mèo hoang mà mèo nhà hàng xóm. Thế thì bây giờ không phải không nuôi mèo không bây giờ không nuôi mèo hoang nữa thì là bây giờ là nhận nuôi mấy bạn cóc này nuôi cho đến khi là bắt hết mối các bạn ý không còn mồi ăn ở đây đẫy đà nữa đây kiểu là thì là thôi tại vì là cóc thì thường ăn côn trùng ăn mối muỗi các thứ đấy thì ở đây thì dạo này nó đang nhiều mối nhiều muỗi nhiều nhiều mọt miếc các thứ đấy thì bình thường thì mấy bạn cóc này không bao giờ kiếm mồi được nhiều như thế này. Ít khi nhìn thấy các bạn ấy nó ễnh bụng như này đó nhưng mà tại vì là do mình dùng thuốc phun đấy mình dùng thuốc phun thì nó rụng xuống rất là nhiều mấy ngày đầu thì cóc không biết để đến nhưng mà vì sau thì khi mình đốt điếc rồi mình hắt nó khắp nơi ấy thì chắc là các bạn ấy phát hiện ra xong rồi các bạn ấy vào đây thế là mấy ngày cuối nên mấy ngày này thì là các bạn ấy vào thì thôi cứ cho các bạn ấy ăn tại vì trong này cũng nhiều muỗi nhiều mối nhiều côn trùng các thứ thì mình bỏ tiền ra mình mua thuốc bình thường mấy con này nó có cánh cóc cũng không bắt được xong bình thường nó chui về tổ cóc cũng không làm gì được ấy mối này thì cũng béo mình thấy mấy bạn cóc này có vẻ rất thích mối này thế là bây giờ tiện là mình dùng thuốc mình bỏ tiền ra mua thuốc rồi là mình phun nó xuống thì là mấy bạn cóc này được ăn thì nhận nuôi các bạn ấy cho đến khi hết 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 mối. Hết mối thì thôi thì hết mối hết muỗi thì thôi hết mối hết muỗi hết hết ruồi nhặng các thứ thì thôi thì kệ hoặc là kiểu là ví dụ chẳng hạn như là thỉnh thoảng mình chỉ cần là ví dụ mình biết là cái mồi ăn của các bạn ấy thì mình cứ vứt cái gì ra ngoài kia thì ấy thôi giống như kiểu là biết là chim ăn thóc thì thỉnh thoảng là vứt vứt thóc ra vứt cơm vứt thóc ra thì chim tự ăn hoặc là để hoa quả chín thì mình không ngắt hết mình bớt lại để cho chim ăn hoặc là ví dụ như chẳng hạn như là biết là cóc này ăn ruồi muỗi các thứ này thì mình sẽ để cái túi rác ở cái để rác ở cái phần mà nó thuận tiện thì cóc có thể là quay quanh cái chỗ rác để bắt ruồi thế xong rồi đến lúc mà khi đến kỳ thu thì mình ấy sau thì mình ấy đi sau thôi thì thực ra là mấy hôm nay bắt mối là mấy bạn cóc này cũng hữu ích phết đấy
tại vì là nó có những cái gầm tủ gầm ghiếc các thứ, xong là những con mối nó cứ bò 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 bò, nó không chết ngay, nó cứ bò vào đấy ấy. Thì các bạn ấy vào, các bạn ấy bắt hộ mình đấy, mà mình cũng mất thời gian một chút, tại vì là khi mà đợi nó hết mùi thuốc muỗi xong ấy, bình thường mình có thể quét ngay thì nó đỡ mất thời gian. Hết mùi thuốc mối thì bình thường mình vào mình quét ngay thì nó có thể là đỡ mất thời gian. Nhưng mà tại vì là mình cũng muốn cho các bạn ý có những ngày kiếm ăn được thật là nhiều, cho nên là mình chờ đợi thêm thời gian để cho các bạn ý ăn thật no, không ăn được nữa thì thôi. Mấy bạn cóc bé cái ăn ăn ãnh bụng xong đến mức độ mà không đi được nữa, không ăn được nữa thì bắt đầu là thấy đi đâu ấy rồi. Còn một bạn cóc này là lớn thì kiểu là cái độ cảnh giác cao ấy, độ cảnh giác cao thì thường thường là thấy người vào là cứ nhòm, nó không ăn mấy, thành ra nó bị chậm hơn. Còn đâu mấy bạn cóc con thì cái thằng người vào cũng cứ ăn lấy ăn để, thế thì bạn này bạn ấy bị chậm hơn, bụng cũng no rồi đây này nhưng mà chưa no hết cỡ. Bạn này thì bạn ấy có thể ăn được nhiều hơn, thì để đây, để cả cái đống này cho bạn ấy ăn cho nhanh no này, để mình còn quét dọn để cho nó nhanh, tại vì cũng muộn rồi, tại vì để cửa muộn thì cũng ngại hết. Thôi nhận nuôi thú cưng này mấy hôm cho đến khi hết mối. Sự trợ giúp của một đàn cóc như này mà vẫn còn không ăn thua đâu nhỉ, góc nào cũng có đây này, đây này, một đàn cóc trợ giúp mà vẫn còn không ăn thua này thì thế nào nữa, chỗ nào cũng có này đấy.